Alo, ông Quang đâu rồi? Ra trả tiền cho các bố rồi. Ông nợ nhiều lắm rồi đấy. Ông Quang mang tiếng làm YouTuber và Mai đây buồn đó là nợ tiền này không thu đi để lại lá vàng, quang đi để lại cả làng khí đen. Hello anh em, chào anh em tới video tiếp theo của mình nhá. Thì hôm nọ ba anh em nó chơi bình cay quá anh em ạ. Hôm nay đến lượt mình chơi nó lại bằng cách là lừa nó sang nhà Quang Bin đòi nợ để Quang Bin nó cho nó một trận đòn luôn, nhớ đời luôn. Đó anh em ạ, nó cắt cỏ tóc của tôi này, tôi không dám ra ngoài đường luôn anh em ạ, cay lắm. Gặp bạn bè không dám nhìn luôn đấy, cỏ tóc này quá chuối luôn, buồn lắm anh em ạ. Đấy, anh em ạ, anh em hãy theo chân tôi để chôn chúng nó nhá. Ok. Hello, chào anh em, tôi là Phúc Bơ. Mình là Cảnh Cú này, mình khắc đệ đây. Lòng tôi bay xin chào các bạn nhá. Ừ, anh em ạ, thì hôm nọ này cái vụ chôn của hai ba anh em này làm tôi bỏ tóc tôi này. Đấy, thì anh không nói về nhà bố mẹ, mai phụ anh chưa biết nhá. Anh về lúc nào anh ăn cơm rồi mũ này, bố anh bảo là nhà chưa dột được con ạ. Bây giờ thế nào? Anh đi làm gì? Hôm nay này, anh tha thứ chú nhá, hôm đó mà tôi cho hai anh em này hiện tại từ Yên Bái xuống thì lại vẫn ở nhờ nhà người khác. Tôi cho nó ngủ ngoài đường một đêm đấy. Thế bây giờ như nào anh bảo? Bây giờ nhá. Gọi em ở đây gì? Hôm đó em chơi Quang Bin đúng không? Quang Bin là thằng nào? Quang Bin là thằng anh chơi đập về. Cái thằng bé, cái thằng bụng to này đúng không? Bụng to này. Đúng rồi. Đó cay lắm rồi anh. Cay không? Bây giờ nhá, nó trước nó nợ tiền anh, nó làm YouTube nó nợ anh khoảng chục triệu này. Ui. Đấy, bây giờ nó phát triển rồi nó đéo chịu trả anh, YouTuber đéo thì tháng trăm triệu mà 10 triệu đéo trả được các bạn ạ. Đấy, tháng trăm triệu mà lại đéo trả được, có 10 triệu không trả được. Quang thế. Thế bây giờ bọn em muốn không? Muốn gì? Anh sẽ chia đôi cho các em. Có. Được rồi. Được rồi. Là hết tiền ăn, và hết tiền ăn rồi đây anh. Chứ phải đi ăn trộm gà này. Anh thấy chú có kiểu dáng vẻ ở chỗ đen mà anh nhờ anh sẽ cho chú đi đòi. Rồi ạ. Ừ. Bây giờ anh sẽ mượn cái loa cho chú đi đòi. Mượn loa đòi nợ rồi á? Đúng rồi. Được. Đòi nợ tôi á. Nghề của em rồi. Nghề luôn đấy. Làm như thế ấy vào thì nó mới trả. Nó đéo trả vào. Anh đến nó đòi mấy lần rồi. Các bạn ạ. Cởi áo ra nhìn chắc thấy sợ nó trả. Em ạ, mình có bông hoa chích chè, chắc Quang nó cũng hốt đấy. Có tính được chắc. Trả đấy không thì tầm thường quá đấy. Bây giờ nhá, bây giờ anh bảo được rồi, bây giờ anh sẽ sắm một cái loa các chú. Được. Ừ. Cứ có loa kêu to là ông kiểu gì ông trốn nhà kiểu như là. Anh sẽ sắm một bài văn các chú. Văn à? Ừ. Có cần để bọn em đi hát, em toàn đi ở trên quê ấy, em toàn đi hát thuê nhạc đám ma thôi. Đấy, còn khóc thuê cái kiểu rồi. Ngày khóc ấy còn để em hát. Đấy. Kiểu gì 5 phút nó phải lòi ra khỏi nhà để trả tiền cho anh nhá. Okay. Không thì em tí tối về tí nữa không anh hút khói anh, luôn. Anh không cần cho em ăn cũng được. Tí sợ ra nó cầm dao chém. Chạy. Này tâm dài này cả đấy nó một con này thì nó đuổi kịp mình. Chú béo này tao chạy được. Mà em nghĩ là hai thằng em xăm như này nó sợ. Em nghe nói ông Quang hổ báo cáo trồn thế. Vì em nghe tiếng ở trên mạng là nhưng mà Quang hổ báo cáo trồn phết đấy. Hổ báo gặp em nấu cao nhá. Rồi anh em nhá, bây giờ thì anh em theo chân chúng tôi để đi đòi nợ Quang Bin nhá. Tem của Ngọc Lâm Bơ văn thật đấy. Đấy, rất nhiều tiền luôn, nhưng mà 10 triệu không trả được. Đấy. Mà thôi em vẫn không sợ gì. Công nhận bố nào. Vì miếng cơm manh áo em từ Bắc Nam chưa là nó sợ em luôn. Tí nữa lại cắm đầu xuống mương đấy. Đấy anh em nhá, theo chân chúng tôi nhá. Ok. Let's go. Let's go. Em nhá, chúng tôi sẽ đi con xe này để đòi nợ mẹ. Làm nhỡ đâu mà chúng nhỡ đâu nó đuổi bỏ chạy cái xe này đỡ tiếc anh em ạ. Đấy. Anh em mình bắt đầu đi nhá. Anh có biết đầu tư phết nhỉ? Ừ. Sợ đúng rồi. Ba thằng ngồi lên. Lên này lên này mày lên này lên này. Ôi gãy mảnh thật đấy thế này. Hay nhèo thế anh em ạ. Xe này không nổ thì đẩy nhá. Nếu mà tí nữa mà rồi rồi tiền của anh Quang về đầu tư cho em con xe khác nhá. Ok ok ok. Ở đi. Đây anh em nhá. Mẹ nhà giàu này mẹ nếu có tiền thì trả. 10 triệu bà không trả nhà em. Nhà nào nào. Đây nhà này. Nhà này à? Ui. Nhà mà có bố to 4 5 tầng nhá. Ừ, đúng rồi. Nhà. Đây anh em ạ.
đấy nhà bố có đây đầy xe ngoài không thì mất. Em để xuống vườn vải cho. Dấu này. Anh nhìn em mà, anh phải tin tưởng với em chứ. Em đưa loa đây. Không giả tối nhà mình trộm chó nhỉ. Nhà nó con chó đẹp lắm. Nhà nó chó to lắm, không đòi được mình chốt luôn. Anh em ạ, đây là nhà con nợ. Con nợ của anh mình. Đấy, con nợ. Có 10 triệu bạc không trả được. Có con chó to lắm, mập lắm. Tối nay anh nghĩ kiểu là... Đây anh em nha, nhà tôi đang ở nhà Quang này. Đấy. Quang ở trong phòng. Anh em ơi. Lùi lại. À bây giờ tôi trả máy nhá, tôi trả máy rồi anh tôi trốn đi đây để cho hai anh em này chôn nhá. Quân Quang mang tiếng làm YouTuber và địt mẹ đầy bùi đéo này giả thì mượn tiền mà không giả. Thu đi để lại lá vàng, Quang đi để lại cả làng Sida. Chạy. Thằng Quang con nhà. Thằng Quang ơi nhà ông người ra đây giả tiền các bố ơi. Quang ơi, giả tiền ra bố đi. Ôi, nó có lại, nó ra giả tiền ra bố không? Quang, giả tiền đi. Giờ biết ông đi đâu rồi. Hai ông sợ ông vào ngủ rồi nhỉ. Ông vào lấy tiền. Thì vậy nhá, tao ông vào lấy tiền rồi. Phát này mình về mình lại đi bay. Ông vào lấy tiền rồi. Mày nhà mày biết cái con nó. Mày chạy à. Ôi. 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 Đây đây đây, định cho mày à. Ừ. À, định lại hai cái thằng đùa này. Ừ, đúng rồi em. Đây đây đây. Ai thu cho mày lên đây thì mày. Tao đéo biết mày, tao chỉ biết mày là con nợ của anh tao thôi. Ông trai nào giả tiền đi nhá. Anh đem bố không? Không phải em Phúc. À, giả tiền bố đây. Con này tiền không? Ông xem nào giả tiền đi nhá, lâu lắm rồi đấy. Ông giả tiền đây. Đây, ngồi đây. Ai xuống mày thằng đây? Không biết, tao chỉ biết mày là con nợ tao sang tao đòi. Ông giả tiền, nợ tiền lâu lắm rồi. Nợ tiền anh tao mà ông giả đây. Ai là tiền anh chú mày? Tao đấy biết tao. Nợ ai? Nợ tao không biết tao. Tao ở cổng tao bảo thằng Quang, tao biết thằng Quang là ra tao đéo biết. Nhưng mà tao chỉ biết là thằng Quang anh tao bảo tao còn nợ. Có tiền nữa mà, nợ lâu lắm rồi thằng Quang này. Thằng Phúc lại xui chúng mày ra đây à? Không phải đâu. Không phải đâu, có người thuê ông. Ông, bây giờ ông trả tiền 10 triệu đây. Mày lấy tiền đúng không? 10 triệu thôi. Mẹ đây ra. Thằng ôn nước là thằng mày. Ôi. Thằng Phúc xui không? Thằng Phúc xui ra đây đúng không? Ông ơi. Mẹ ơi. Nào. Ê.
Anh Phúc bảo em trêu thôi. Anh vay lại đúng không? Chúng mày lại bị nó lừa tao lợ gì 10 triệu Phúc mà nó sang đòi tao. Anh bảo anh nợ 10 triệu lãi về làm YouTube. Ô lao. Anh bảo trả anh giàu thế này mà không có 10 triệu giả vật em mày. Anh Kiệt. Chúng mày là thừa thời gian là suốt ngày sang trêu tao với mày. Đó. Ôi em trêu ơi. Mày hai anh em rồi mày. Ôi anh về. Em về. Mày làm gì nhanh không? Mày nhá.